Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đội tuyển nữ Tây Ban Nha với tỷ số 0-9 ở trận giao hữu kín lúc 7 giờ 30 sáng nay, 14 tháng 7, trên sân Buckland Park. Dù đã chơi rất cố gắng, nhưng trước đối thủ đang đứng hạng 6 thế giới, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể tạo bất ngờ. Theo một thành viên ban huấn luyện, hiệp 1, các cô gái Việt Nam phòng ngự khá tốt nên chỉ để thủng lưới 2 bàn. Nhưng sang hiệp 2, đội bạn tăng tốc độ, phá nát khả năng phòng thủ của đối phương và ghi thêm 7 bàn. Cuộc so tài với Tây Ban Nha cũng khép lại loạt trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Xuyên suốt chuyến tập huấn tại châu Âu cho đến khi đá giao hữu tại New Zealand, Huỳnh Như cùng đồng đội đã để lại ấn tượng đẹp. Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại câu lạc bộ nữ Anh Chắc Frankfurt và câu lạc bộ nữ Sóc Mai, thua U23 Ba Lan và đội tuyển nữ Đức với cùng tỷ số 1-2, thua đội tuyển nữ New Zealand 0-2. Qua mỗi trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đều thể hiện được tinh thần, lối chơi tích cực. Mỗi cuộc so tài là một bài học để đội tuyển nữ Việt Nam thêm tiến bộ, củng cố kỹ chiến thuật và bộ khung đội hình trước khi chính thức bước vào tranh tài ở vòng bảng World Cup 2023. Việc sớm có mặt ở New Zealand tập luyện và giao hữu để quen với điều kiện thời tiết cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng học trò. Nhờ vậy, các cầu thủ đang dần thích nghi với chênh lệch múi giờ và nhiệt độ, cũng như cường độ thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Toàn đội còn 8 ngày chuẩn bị trước khi đấu trận ra quân với đội tuyển nữ Mỹ, diễn ra lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 tại Auckland trên sân Eden Park với sức chứa 50.000 chỗ ngồi.